Hello, xin chào tất cả các bác nha. Xin chào tất cả các khách hàng của HTX Giao Phúc Sen. Em xin tự thiệu, em tên là Phin, nhân viên của HTX Giao Phúc Sen nha các bác ơi. Trong ngày hôm nay, ngày 8 tháng 9, 2023, em sẽ lên một cái deal rất là hấp dẫn dành cho tất cả các bác. Trong cái clip này, em sẽ lên cho các bác gồm có hai con dao nhá. Một cái dáng dao có hai kiểu thép. Đó chính là một loại là thép trắng và một loại là dòng thép nhíp xe ô tô Nga. Với một cái deal rất là khủng cho tất cả các bác mình nhá. Tất cả các mã này của em có mã là DN07 và DNK07. DNK07 nó là dòng thép trắng, em có 17 con nhá. DNK07 là 17 con. Và dòng thép nhíp là DN07, em có 10 con. Tổng tất cả là 27 con. Em sẽ giảm cho tất cả các bác, giảm đến 40% trên một con dao cho tất cả các bác mình. Và phí ship của em sẽ đồng giá là 27.000 nha các bác nhé. Phí ship đồng giá 27.000 tại vì em giảm rất là sâu, tri ân cho tất cả các bác nên là sẽ không thể miễn ship được nữa. Thì một đơn các bác lấy một con hoặc lấy khoảng 5 con thì em vẫn để tiền ship là 27.000 nhé. Đấy, một sản phẩm của em thì em đang để giá sale sốc trong người là 40% nha mọi người không nghe nhầm đâu ạ. Thì hôm nay bây giờ em sẽ giới thiệu cho các bác về thông số kỹ thuật cũng như là chức năng của sản phẩm và giá cả của từng sản phẩm cho các bác nhé. Ở đây thì em sẽ có hai dòng thép trắng không gỉ và dòng thép nhíp ấy. Thì hiện tại bây giờ em sẽ giới thiệu cho các bác dòng thép nhíp nhá. Ở đây thì các bác có thể nhìn thấy ở đây em có gỗ mun và gỗ chắc. Gỗ mun thì em sẽ có nhiều hơn này, các bác nhìn thấy không ạ? Gỗ mun đó, gỗ mun là màu đen đó, nó sẽ nhiều hơn. Và gỗ chắc thì màu cam, nó sẽ có khoảng 3 con màu cam của cái dòng màu trắng này. Thì đầu tiên em, tại vì em có khoảng 17 con thì em sẽ dơ một vài con, em sẽ không dơ được hết cho các bác nhá. Đầu tiên em sẽ giới thiệu cho các bác là cái mẫu gỗ này là gỗ chắc nhá. Đây ạ. Đó, các bác ơi, lưỡi nó rất là nhỏ xinh luôn. Thì em sẽ đo cái chiều dài lưỡi cho các bác mình luôn nhá. Cây này thì sẽ có chiều dài lưỡi là khoảng 19 nha các bác nhá, 19 này. Bản rộng ở đây này sẽ là bản rộng 4, tầm 4 đến 4,5 nhá. Nó sẽ dây khoảng 4 đến 4,5. Và độ dày ở đây khoảng 1.3 ly này. Chức năng chính của cây này là các bác có thể dùng để thái này. Và có thể chức năng chính của nó là lọc và các bác có thể dùng để thái nhá. Một cái mẫu dao lọc không to và cũng không quá nhỏ để cho các bác có thể dùng để lọc được và thái được rất là tốt. Cái mẫu thép trắng này của em thì giá gốc của nó là 350 nhá các bác nhá. Cái dòng này với cái cán bát giác ấy, cán bát giác này thì giá thành nó sẽ cao hơn. Đấy, bát giác khâu đồng nhá các bác nha. Bát giác gỗ mun này. Đây là gỗ cẩm, hai loại gỗ. Đó. Con này là 350 thì em đang giảm 40% cho tất cả các bác mình ấy. Thì đang giảm cho các bác là 140.000. Thì sẽ còn giá là 210.000 cho cái sản phẩm này nhá. 210.000 và phí ship đồng giá 27.000 nha các bác nha. Rồi ở đây em sẽ giới thiệu cho các bác một con gỗ mun này. Đấy, một con gỗ mun rất là siêu đen luôn này. Đấy, mun này. Đó. Cán bát giác gỗ mun nha mọi người ơi. Nó sẽ có một cái là một khâu, một cái hai khâu, tùy các bác lựa chọn, các bác thích cái nào thì bảo em nhé. Chất lượng thì nó như nhau thôi. Đó. Đây là cái một khâu này. Đây là cái khâu của nó nhá. Cái khâu nào. Chiều dài lưỡi cũng là 19 này. Bản rộng cũng là khoảng 4 đến 4,5. Độ dày khoảng 1.3 ly, nó khá là mỏng cho các bác mình thái và lọc được rất là tốt này. Đấy, riêng cái dòng thép trắng này thì giá nó sẽ cao hơn nhá. Giá gốc là 350 thì em giảm 40%, còn 210 và phí ship đồng giá 27k. Đó. Thế em sẽ dơ một con gỗ cái dòng thép trắng này cho các bác mình xem nữa nhá. Ở đây thì em sẽ có tổng tất cả là 17 con. Thì các bác thích cái mẫu nào thì các bác lựa chọn hộ em cái mẫu đấy. Thì chất lượng nó như nhau thôi, nó không có một cái lỗi lầm gì cả nhá. Nó không một cái lỗi lầm gì cả. Thì là em đang lên sale cho các bác để các bác có thể mua được những cái hàng mà bên em sale với giá cực kỳ yêu thương thôi. Chứ còn bảo lỗi lầm cho những cái mẫu này thì em không có lỗi lầm gì cả nhá. Cái mẫu dao này đều là hàng ok, từ cán đến lưỡi, nó không một lỗi lầm gì cả. Đây em sẽ giơ tiếp một con nữa cho các bác mình xem nhá. Đây, con này là con khâu gỗ chắc này. Đó. Từ cái khâu này, từ cái khâu đến cái cán mọi người nhìn nhá, không có một cái lỗi lầm gì luôn nha. Đó. Tri ân giữa tuần cho các bác thôi. Đó. Rất là đẹp luôn. Trắng tinh luôn nhá. Đấy, đang giảm từ 350 còn có 210.000 thôi nhá. Thì ship đồng giá 27k nhá. Đấy là dòng thép trắng này.
dòng thép trắng nhá. Đây là dòng thép trắng không gỉ. Còn ở trên này em sẽ có 10 con. 10 con là dòng thép nhíp. Dòng thép nhíp thì các bác sẽ bảo quản nó khó hơn. Nếu mà các bác không bảo quản nó sẽ có hiện tượng ố vàng, thì các bác cứ bảo quản giúp em là mình dùng xong lau khô thì nó sẽ không có vấn đề gì cả. Còn cái dòng nhíp xe này thì được cái là nó sẽ không bị gỉ nha các bác nhé. Nó là dòng thép không gỉ thì nó sẽ không lo gỉ. Tuy nhiên thì so với cái độ bén ấy, thì cái dòng nhíp này nó sẽ nhỉnh hơn. Ví dụ em cho độ bén của dòng nhíp này được khoảng 10 điểm thì cái dòng này sẽ được khoảng 7 đến 7,5 điểm về cái độ bén thôi. Nên là nó đều có những cái ưu và nhược điểm riêng. Ưu điểm của cái dòng này là nó sẽ không lo bị han gỉ nhiều này. Nhờ nhược điểm thì nó sẽ không bén bằng này, không bén bằng nhíp. Còn nhíp thì về cái độ bền bén thì các bác yên tâm hộ em rất là ok nhá. Về chất lượng của cái đồ nhíp ấy, chẳng qua nó có cái nhược điểm là nó sẽ hay bị ố vàng. Để em nói luôn cho các bác, để các bác mình mà đang xem clip này, mình đang phân vân giữa hai cái này, thì các bác sẽ biết được ưu và nhược điểm của dòng nhíp và dòng thép trắng nhá. Để em sẽ giơ cái con cán gỗ chắc này lên cho mọi người xem. Đó, cái này sẽ là dòng nhíp em có đánh hoa văn một mặt như thế này. Lưỡi của nó cũng là 19, bản rộng 4 đến 4,5, độ dày ở đây khoảng 1.3 ly là chuyên để lọc thái. Dòng nhíp này thì giá thành nó sẽ rẻ hơn nhá. Con nhíp xe này của em thì giá của nó là 329.000 ạ. DN07 nhá, mã DN07. 329 thì em giảm cho các bác là 40%. Thì các bác còn sẽ mua được giá 198.000 nhá. 198.000 và phí ship đồng giá là 27.000 giúp em, 27.000 giúp em. Đó. Dòng nhíp xe ô tô Nga nhá, nhíp đỏ nhá các bác nhá. Đó, em sẽ giơ con mun đen này đây cho các bác xem này. Đó. Dòng nhíp thì sẽ có hoa văn này, hoa văn một mặt. Con này thì 329 này, đá gốc này, sale 40% còn 198.000, phí ship đồng giá 27.000 cho em. Đó. Con này thì mã là DN07, còn màu trắng thì sẽ có mã là DNK07. Đấy là những cái mã mà em giới thiệu đến mọi người nhá. Em sẽ nói lại cho các bác nha. Cái dòng màu trắng, cái dòng thép trắng không gỉ này sẽ là cái dòng không lo gỉ và giá của nó sẽ cao hơn. Nó là 350.000 thì em đang giảm 40% cho các bác. Còn giá là 210.000, phí ship đồng giá 27k so với dòng thép trắng. Còn thép nhíp thì sẽ là 329.000 là giá gốc, đang giảm 40% cho các bác. Còn giá là 198.000 và phí ship đồng giá 27.000 hộ em nhá. Đấy là những hai mẫu DN07 và DNK07 mà em giới thiệu đến với tất cả các bác trong clip ngày 8 tháng 9 ngày hôm nay nhá. Thì những mẫu này thì em sẽ áp dụng khuyến mãi cho các bác đến ngày 15 tháng 9 nhá. Từ ngày 8 tháng 9 đến ngày 15 tháng 9 thì các bác mình mà đang có nhu cầu mua những cái hàng chất lượng, hàng ok, không lỗi lầm gì mà với giá cực kỳ hấp dẫn, thì các bác có thể lựa chọn hai cái mã này của em, DNK07 và DN07 của em, để mình mua được những cái mẫu với giá thành rất là tốt nhá. Đấy thì em ạ, đấy là clip em giới thiệu cho mọi người về hai cái mã mà đang giảm rất là sâu. Các bác có nhu cầu đặt hàng thì mình cứ bình luận vào bài viết này hộ em, hoặc là nhanh nhất các bác gọi điện hoặc là nhắn tin Zalo cho em bằng cái số điện thoại là số 0987 240 733, để em sẽ tư vấn cho bác và lên đơn cho các bác nhé các bác ơi. Rồi, cảm ơn tất cả các bác rất là nhiều. Cảm ơn tất cả các bác đã xem clip của em. Chúc tất cả các bác mua hàng vui vẻ và săn được những cái mẫu mà mình ưng ý nhất nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.